gieo một quẻ kinh dịch cho tầm quan trọng của năng lượng tuần này. Khởi đầu tuần mới với năng lượng của quẻ bài kinh dịch sẽ giúp cho bạn có một tuần mới đầy bận rộn, biết trước những việc chúng ta cần làm và không nên làm. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Và ở đây chúng ta có quẻ số 46. Và đây được gọi là quẻ bài của Vương Lên. Số 10 là số 10 của chu kỳ của một cuộc đời. Ở đây chúng ta sẽ thấy sự thăng tiến lâu dài về địa vị và hạnh phúc của các bạn sẽ có được trong tuần này. Cái việc tăng lương hoặc thăng chức có thể xảy ra trong lúc này. Nỗ lực của bạn sẽ thành công, lửa sẽ dập bực tắt và hỗn loạn sẽ trở nên yên tĩnh. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là buông lơi trách nhiệm của mình. Bởi vì khi mình làm những việc gì mình có chủ ý, đặt cái tâm của mình vào đó 100%, chắc chắn những cái bước chân, những cái đường đi, những cái việc làm của bạn sẽ được vững chắc và có giá trị và mục đích tốt nhất cho xã hội này. Do đó, thông điệp của tuần, mong các bạn hãy tập trung và có ý thức nhất vào những việc mình đang làm. Hãy giống như là thân cây đang lớn mạnh gì đó và vững vàng vươn lên bầu trời cao. Và thông điệp đầu tiên là ở dòng số 1. Thông điệp mong rằng các bạn phải nâng tầm của mình từ trong ra ngoài. Tức là các bạn muốn được một cái gì đó mới hơn, cao hơn. Thì cái người khôn ngoan, mình phải đặt tiêu chuẩn của mình cao hơn. Cái mục tiêu mình phải lương một cái tầm cao mới. Thì đương nhiên những cái khó khăn sẽ xuất hiện. Những cái khó khăn này sẽ giúp cho bạn đạt được những gì bạn mong muốn trong tình yêu cũng như cuộc sống. Và thông điệp số 2 là các bạn phải biết sự chuyển mình của mình và phải biết ơn về cái việc mình đã cố gắng, biết ơn mình đã sống và làm việc một cách tích cực, biết ơn bạn chọn cách sống lương thiện, yêu thương và bao dung. Chính là cái lúc bạn phát triển lên cái mức độ nhận thức cao hơn. Việc này qua cái việc bạn hiểu được bản thân của mình là ai. Đương nhiên mình biết mình muốn gì và cần gì, nhất định thành công và hạnh phúc sẽ tiếp tục được mở ra cho các bạn. Thông điệp số 3, có một số việc các bạn đã bị thất bại, bị tổn thương, trải qua không có được mấy tốt đẹp, không có thành công. Thì lúc này là cái tuần các bạn phải cố gắng mình đứng dậy và phát triển từ cái đống tro tàn của chính mình. Giống như là mình phải bắt đầu lại từ đầu, không có gì hết các bạn. Bởi cái thời gian này, tuần này, nó giúp cho bạn phá vỡ những cái nền tảng cũ kỵ không còn phù hợp với bạn nữa. Lúc này các bạn phải tái cấu trúc, lắp ráp làm sao để cho nó thuộc về bạn, thuộc về những cái điều bạn mong muốn. Đương nhiên thành công sẽ là của bạn nếu như bạn biết cuộc đời mình là cần gì, sắp xếp và kiến thiết là tất cả mọi việc trong cuộc sống này. Thông điệp thứ 4 ở dòng thứ 4, lúc này là lúc chúng ta giống như sạc pin gì đó. Cái tuần này nhắc nhở các bạn những công việc còn dang dở, những công việc còn quan trọng vẫn còn phía trước. Vì cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn có những bài học, có những cái mức mà chúng ta phải cần cố gắng. Bạn cứ chuẩn bị tự tin bước vào phía trước với sự chuẩn bị thích hợp nhất. Đương nhiên cái gì cũng cần phải có thời gian, cũng cần có phải bỏ công, bỏ sức, có kế hoạch. Thì bạn sẽ được danh tiếng cũng như phần thưởng xứng đáng mà bạn bỏ ra. Và ở dòng số 5, chính là thông điệp số 5. Khi mà các bạn sẽ đạt được những thành công nho nhỏ trong cuộc sống này, tất cả những gì bạn làm thực sự đều có giá trị to lớn hết. Nhưng mà mình biết như vậy, mình không có nên tự hào hoặc kiêu ngạo về những cái thành công nho nhỏ của mình. Bởi vì cái việc các bạn thực sự mong muốn và làm tạo giá trị cho cuộc sống này, chứ không phải cái việc đó làm cho bạn tự cao, tự hào, mà từ đó các bạn xem thường người khác, cũng như giảm đi chất lượng của công việc, không tập trung và đầu tư thêm thời gian và công sức của mình vào đó. Điều này cũng áp dụng trong tình yêu luôn. Bởi vì bản thân các bạn có thể có tình yêu rồi, nhưng nếu như các bạn không biết trân trọng và yêu quý nó, thì nhất định cái tình yêu này cũng sẽ biến mất. Tất cả vạn vật đều vô thường. Chúng ta phải có thời gian chăm sóc, quan tâm. Đến lúc đó chúng ta có thể giữ được nó ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt. Chứ thực sự vạn vật nó vô thường lắm các bạn. Và thông điệp ở dòng số 6 chính là những lưu ý
trong tuần. Bởi vì khi các bạn đạt được sự thăng tiến trong cuộc sống, tất cả mọi việc đang rất là tốt trong từng ngày. Nhưng mà các bạn phải nhận thức được sức mạnh của sự kiên định, lòng dũng cảm và chính trực. Đừng đi lạc khỏi cái giá trị của bản thân bạn, và đừng để thành công cũng như những cái gì mà mình có được đó, làm lu mờ ý thức của bạn vì điều gì đúng và vì gì không đúng. Hãy chọn sống lương thiện và luôn biết ơn về những cái gì mà mình có trong cuộc sống này. Và trong cái quẻ này, nó tạo thành hai cái thế, tức là thế gió và thế đất. Do đó, nếu như các bạn có thời gian mình hòa mình cùng thiên nhiên, mình kiếm những cái năng lượng nhẹ nhàng và dễ dàng, bởi vì gió được gọi lực mềm, tinh tế, nhưng mà thiếu sức mạnh, nhưng vẫn là một cái gì bền bỉ và không lai chuyển. Các bạn hãy hướng tới những cái việc mà đi về hướng Đông Nam, là cái việc giúp cho các bạn đạt được thành công trong tuần này. Và trong phần trên, tức là phần về đất, đặc điểm của đất là sự tận tụy và nuôi dưỡng, nó đại diện cho một trạng thái làm mẹ và lực lượng năng lượng nữ truyền thống. Do đó cái quẻ bài này sẽ thực sự đến năng lượng rất là mạnh dành cho vị trí năng lượng nữ rất là nhiều ha. Và hướng Tây Nam cũng là hướng tốt cho các bạn thực hiện những việc gì mình muốn đi trong tuần này, hoặc chọn hướng mà các bạn lựa chọn việc phải làm. Tóm lại, cái quẻ này mong muốn các bạn phải đi lên từ trong bóng tối. Hãy suy nghĩ những gì bạn muốn làm và các bạn thật sự muốn làm. Có thể nó khiến các bạn khó khăn nhưng bạn sẽ đạt được. Và điều thứ hai là các bạn phải có một cái sức mạnh bền bỉ, bước đi chính đôi chân các bạn, và bạn làm những gì bạn cần làm. Không ai có thể ngăn cản bạn được điều này. Và kế tiếp nữa, vũ trụ sẽ cho bạn cái năng lượng để các bạn thực hiện vào đúng thời điểm và đúng địa điểm, đúng nguồn lực luôn. Nếu như không có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ không có thành công. Và các bạn sẽ thực sự là nghiêm khắc hơn với bản thân của mình để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Và sự cống hiến của bạn chính là cái việc đưa đến bạn đến thành công. Tuy nhiên, các bạn cũng phải thực sự sống là rất chân thành, chính trực. Để gì? Chính từ cái tài năng của mình giúp đỡ cho những người khác để họ đạt được những thành công tương tự như vậy là điều rất là tốt. Và cái thời điểm này, các bạn đừng để cho những cái nghi ngờ khiến bạn vấp ngã trên đôi chân của chính mình. Hãy mở rộng ranh giới của tâm trí của bạn hết mức và hãy giải phóng bạn ra khỏi những cái giới hạn đang kìm kẹp các bạn từ hồi xưa giờ. Và hướng Tây Nam và Đông Nam, chính là hướng Nam, sẽ là điềm lành cho các bạn. Tâm thổ sinh mộc sẽ tăng dần. Người quân tử có đức, tính tận tụy và tích lũy, từ những điều nhỏ bé sẽ trở nên rất là lớn lao. Đây là thông điệp chính của quẻ bài. Xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những quẻ bài lần sau.